chúng ta trở về những hàng ghế dành từ tại trước trung tâm phòng mình. Và đứng tại đây thì chúng ta đã nhìn thấy những khuôn mặt đầy hân hoan và rạng rỡ. Còn những bước theo đó chính là tình yêu của hai em Văn Hiếu và Ngọc Linh. Kính thưa toàn thể quý vị, hãy đúng là hoa hãy nở vậy, ngày vui đã tới. Đó cũng chính là ngày cưới của đôi ta. Chúc cho những bên chim bay khắp giải ngân hà. Chúc cho đôi bạn trẻ tìm về nơi bến bờ hạnh phúc lứa đôi. Giờ đây thì xin mời hai em chúng ta trở về hàng ghế danh dự chủ hôn tại trước vị trí trung tâm cán vọng mừng của gia đình. Và tiếp sau đó chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của quý các cô, các ông, các bà cũng như toàn thể quý vị quan khách. Chúng ta hiện diện và đặc biệt chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay tại phòng mừng của gia đình họ Tranh. Xin được trân trọng kính mời quý vị. Chúng ta tiếp tục di chuyển trở vào vị trí trung tâm khán phòng cưới để chúng tôi được tiếp đón xin điện và toàn thể quý vị với những tình cảm tuyệt vời và cao quý nhất tại miền đất quê hương Xuân Tiến, sâu lòng hiếu khách để chào đón tất cả xin điện của quý vị trở về mang theo câu chuyện tình yêu của hai em ngày hôm nay. Một đôi phút trước khi bước vào câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ trong chương trình đại lễ thành hôn buổi chiều ngày hôm nay, thì lúc này đây thì chúng tôi xin nhờ với bộ phận lễ tân, chúng ta hãy cùng vào triển khai với tiệc trà nước thuốc lên để chúng ta chính thức đón tiếp tới các cô, các ông, các bà cũng như toàn thể quý quan viên cao cả của đôi bên dòng họ cùng hiện diện và đặc biệt chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ trong chương trình lễ thành hôn chiều ngày hôm nay. Kính thưa sự hiện diện của quý các cô, các ông, các bà, quý quan viên cao cả của đôi bên dòng họ rất trân trọng và kính mến. Trước khi trải qua những cung bậc tình yêu của đôi bạn trẻ Văn Hiếu và Ngọc Linh trong chương trình lễ thành hôn chiều ngày hôm nay, giờ này chúng ta sẽ cùng với đôi bạn trẻ trở về phòng khách của nhà chính diện, mang theo tâm tình tạ ơn hồng ân Thiên Chúa và kính nhớ tới các bậc tiền nhân trong gia đình. Xin mời hai em chúng ta để hoa cưới tại bàn và tay trong tay di chuyển về nhà chính diện để cử hành phần lễ gia tiên, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và kính nhớ các bậc tiền nhân. Xin kính mời hai em. Xin kính mời đại diện của gia đình chúng ta sẽ hướng dẫn cho đôi bạn trẻ di chuyển về nhà chính diện để cử hành phần lễ gia tiên trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, và để cho giây phút này thêm phần trang trọng, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đứng lên và hướng về. Giờ đây hai em chúng ta hướng về nơi bàn thờ Thiên Chúa trước. Thiên Chúa là người tình phụ nữ trên trời dưới đất, nhờ người mà chúng ta có tổ tiên ông bà cha mẹ. Chúa đã yêu thương chúc lành và gắn kết với bạn trẻ Văn Hiếu và Ngọc Linh nên một trong đời sống hôn nhân gia đình. Xin Thiên Chúa yêu thương chúc lành cho tình yêu của họ luôn bền vững sắt son yêu thương nhau. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển hai bề, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, xuân đời con đổ dâng dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Pháp lời tưởng nhớ trước bàn thờ gia viên xong, với bạn trẻ chúng ta sẽ cùng tay trong tay tiến vào trước trung tâm phòng mừng của gia đình. Tiến nhận tới bộ phận lễ tân của gia đình, chúng ta sẽ cùng mà triển khai thật chú đáo để chúng ta đón tiếp tới quý các cụ, các đồng, các bà, quý vị toàn thể quý bà viên cao bà hiện diện tại. Kính thưa toàn thể quý vị, và đúng là yêu em thì anh xin hẹn ngày cưới, và để rồi anh sẽ đón em về xuân hòa đúng nhớ mong. Những giây phút đầu thời ngày nay mang theo rất nhiều với những tâm tình tuyệt vời, khi có sự hiện diện chân quý từ phía các cụ, các ông, các bà cùng với toàn thể quý vị anh chị và các bạn là những người bạn của Du Sinh và Thể Thảo trong chương trình lễ thành hôn. Lần này thì hai em đã và đang tay trong tay tiến về trước bàn chủ hôn ngày hôm nay. Và kính mời quý vị chúng ta cùng dự tiệc trà nước thuốc để cùng chung dự và đặc biệt chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ trong chương trình lễ thành hôn chiều ngày hôm nay tại phòng mừng của gia đình họ trai chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa sự hiện diện của quý các cụ, các ông, các bà, quý quan viên cao cả của đôi bên dòng họ, với những bạn bè thanh niên nam nữ của đôi bạn trẻ rất trân trọng và kính mến. Những giây phút đầu giờ hôm nay với những tâm tình rất tuyệt vời của đôi bạn trẻ, trước hết hai em tiến về bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ gia tiên để đổi tâm niệm một điều sâu sắc rằng con người chúng ta có tổ có tông như cây gốc bội, như sông có nguồn. Cây gốc bội thì mới nở cành xanh lá, nước có nguồn thì mới biển cả sông sâu. Để rồi hỏi rằng con người chúng ta từ đâu, tổ tiên, ông bà, mẹ cha có trước, rồi sau có mình. Ngày hôm nay mái ấm gia đình, anh xây, em dựng, chúng mình sẽ được suốt đời có nhau. Kính thưa toàn thể quý vị, đôi bạn trẻ Văn Hiếu và Ngọc Linh, hai em được sinh trưởng từ hai miền quê hương khác nhau, nhưng rồi đã cùng chung một nhịp đập về tình yêu. Để rồi khi không còn thiếu nhau được nữa, họ đã trở về gia đình, xin phép mẹ cha hai bên gia đình được đến bên nhau trong đời sống hôn nhân gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, mọi thủ tục hoàn tất về pháp lý, về chính quyền địa phương của hai xã đã chuẩn đăng ký cho tình yêu của đôi bạn trẻ nên một gia đình. Và về phía thủ tục giáo hội tại Thánh đường Giáo xứ Đền Thánh Thánh Gia Kiên Lao, quý cha đã cử hành và ban bí tích hôn phối cho tình yêu của đôi bạn trẻ nên một gia đình, noi gương gia đình Thánh Gia Thất. Và kính thưa toàn thể quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2023, tức ngày 26 tháng 6 năm Quý Mão, là khung thời gian tuyệt vời nhất giữa đôi bên gia đình đã chính thức ấn định để viết lên câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ Văn Hiếu và Ngọc Linh. Giờ phút ở đây thì tại phòng mừng của gia đình họ trai, trước hết chúng tôi xin được thay lời cho gia đình xin trân trọng được chào đón xin tiệc của toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị một sức khỏe dồi dào, an lành, hạnh phúc và bình an. Cho phép chúng tôi được trân trọng tuyên bố chương trình lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Văn Hiếu đẹp duyên cùng Ngọc Linh chiều ngày hôm nay xin phép được bắt đầu bằng một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị để chúng ta chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị chị và các bạn, quả đúng là pháo nổ râm ran mừng rể thảo, hai họ hân hoan đón dâu hiền. Giờ phút này thì để đáp lại với những tình cảm rất tuyệt vời của các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý vị, đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng ôm bó hoa tươi thắm, đứng lên, cúi đầu chào và ra mắt trước sự hiện của quý vị trong ngày lễ cưới trọng đại hôm nay. Và xin quý vị nở một tràng pháo tay chúc mừng cho tình yêu của Văn Hiếu và Ngọc Linh. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn với những tràng pháo tay rất tuyệt vời của quý vị ngày hôm nay.
dành tặng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Và kính thưa toàn thể quý vị, trước mắt quý vị đây sẽ chính là hình ảnh tuyệt vời mở đầu cho bữa tiệc cưới tuyệt vời của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Mời hai em chúng ta vẫn cứ đứng lên ạ. Trước hết thì chúng tôi xin được trân trọng mời trở về vị trí sân khấu hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình cùng với các bậc thân sinh là cô dâu và chú rể. Chúng ta sẽ cùng tiến về trước vị trí trung tâm sân khấu để cùng với em làm thủ tục cắt bánh và gạt rượu champagne cho ngày cưới hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin kính mời hai ông trưởng đoàn của hai bên gia đình và cùng với bố mẹ của cô dâu và chú rể, chúng ta xin cùng tiến về khu vực vị trí sân khấu ngày hôm nay. Xin kính mời hai vị trưởng đoàn ạ. Xin hai vị trưởng đoàn chúng ta đứng lên phía hàng bên trên cùng trên. Kính thưa toàn thể quý vị, trước mắt quý vị chúng ta đây, đó là đại gia đình của hai bên, đó là những bậc thân sinh ra sâu hiền, dề thảo. Trước hết thì xin quý vị dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chúc mừng cho tình thông gia của đôi bên gia đình trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Giờ đây thì mời cô dâu và chú rể, hai em chúng ta sẽ cùng tay trong tay tiến về bàn tiệc bánh ngày hôm nay. Hai em di chuyển về khu vực phía bàn tiệc bánh. Kính thưa quý vị, tấm bánh ngày hôm nay tượng trưng cho một biểu trưng sự ngọt ngào và đặt nền móng vững chắc cho tình yêu của đôi bạn trẻ Văn Hiếu và Ngọc Linh. Giờ đây thì hai em chúng ta sẽ cùng tay trong tay để cắt những tấm bánh, san sẻ niềm vui, hạnh phúc của mình trong ngày trăm năm trọng đại hôm nay. Xin mời Văn Hiếu và Ngọc Linh. Xin quý vị chúng ta đổ một tràng pháo tay thật lớn ngày hôm nay để chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Tấm bánh được san sẻ những điều niềm vui và hạnh phúc của đôi bạn ngày hôm nay. Ba tấm bánh ơi, cô dâu của chú rể ơi, em chúng ta tiếp tục cắt những tấm bánh còn lại. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ luôn luôn tìm được nhiều niềm vui và hạnh phúc khi có sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, quý quan viên bề trên dành tặng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Và tiếp đến, hai em chúng ta di chuyển về phía bàn tiệc rượu ở khu vực bên phía tay phải. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng chung tay nhau để gàn ly rượu ngày hôm nay, ly rượu của ngày hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, tay ôm tiếng muối trứng gừng và gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Đó chính là những khúc hạc tình yêu tuyệt vời nhất ngày hôm nay của đôi bạn trẻ. Dành những tình yêu tuyệt vời nhất cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Với những thủ tục tuyệt vời nhất ngày hôm nay chính là những giây phút hạnh phúc của đôi bạn trẻ với sự chung tay và hiện diện ngày hôm nay để cùng chung dự và chúc mừng cho câu chuyện tình yêu của hai em. Và giờ đây thì mời dâu xinh rể thảo chúng ta gạt lên trên mặt bàn cho chúng tôi những ly rượu để chuẩn bị mời các vị bày trên cũng như những bậc thân sinh ra mình trong giây phút trong năm trọng đại hôm nay. Chúng ta tiếp tục cùng chung giờ và chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và sau khi còn lại số điều thì chú hai em chúng ta chung tay nhau để chúng ta gạt đầy lên khu vực ở vị trí tháp điều của mình.
hai em nâng lên hai ly rượu đầu tiên để mời các vị trưởng đoàn ở khu vực phía bên trên. Tôi cho một chú rể, hai em cầm lên hai ly rượu. Cô dâu mời vị trưởng đoàn của gia đình họ trai, chú rể mời trưởng đoàn của gia đình họ gái. Hai ly rượu tiếp theo để mời các vị về trên ngày hôm nay. Hai ly rượu tiếp theo, hai em mời hai người bố yêu thương của mình. Cô dâu mời người bố của chú rể và chú rể mời người bố của cô dâu. Kính chào quý vị, đây chính là những ly rượu của lòng biết ơn với các bậc sinh thành và hai ly rượu còn lại thì xin mời hai em chúng ta mời những người mẹ đầy yêu thương của mình. Và còn lại hai ly rượu, đôi bạn trẻ Văn Hiếu và Ngọc Linh, hai em mỗi người chúng ta sẽ cùng cầm lên hai ly rượu của Giao Bôi Hạnh Phúc hôm nay. Kính chào toàn thể quý vị, trước mắt quý vị chúng ta đây chính là ly rượu của tình thông gia hai nhà, ly rượu Giao Bôi Hạnh Phúc Văn Hiếu và Ngọc Linh. Giờ đây xin kính mời các vị chúng ta sẽ cùng dơ cao ly rượu đó lên để cùng chúc nhau trong ngày trăm năm trọng đại. Và xin quý vị nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho quý quan viên đôi bên dòng họ, chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ ngày nay. Và 100% chúng ta sẽ cùng cùng ly để cho ly rượu của ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Hai em chúng ta sẽ cùng quay vào nhau, khoác tay nhau để uống ly rượu Giao Bôi Hạnh Phúc hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta chúc mừng cho quan viên đôi bên dòng họ và xin dành cho nhau những cái bắt tay thắm tình thông gia của hai dòng họ, hai gia đình. Và xin kính mời quý vị chúng ta trở về hàng ghế danh dự để tiếp tục cùng chứng kiến với những giây phút tuyệt vời của đôi bạn trẻ trong chương trình hôn lễ chiều ngày hôm nay. Và xin mời hai em chúng ta sẽ ngồi xuống trước hàng ghế chủ hôn ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, những giây phút đầu giờ được thể hiện với sự hiện diện. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên cho phép Thu Trang gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để mở đầu trang văn nghệ trong buổi chiều ngày hôm nay, xin gửi tới tâm thể hồi hôn nhạc phẩm được mang tên Tình Đẹp Như Mơ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe.
Xin được trân trọng cảm ơn với ca khúc mở đầu cho Trang Văn Nghệ Tình Yêu qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Thu Trang. Kính thưa toàn thể quý vị chị và các bạn, quả đúng là mừng cho hạnh phúc lứa đôi mà mừng cho đôi bạn trọn đời thủy chung. Chiều ngày hôm nay, với tư gia khán phòng mừng của gia đình họ Trai được trân trọng và chào đón tất cả sự kiện của quý vị quan khách, đặc biệt phái đoàn của gia đình họ có đôi lời phát biểu trao dâu trong chương trình lễ thành hôn chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Và một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chúng ta chào đón lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ Cái ngày hôm nay. Trước hết xin được thay lời cho đoàn đại biểu họ Nhà Nữ của chúng tôi, xin có lời chào tới tất cả các cụ cao niên, các ông, các bà, các vị khách quý cũng như toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, các bậc cha bác, các vị khách quý của hai gia đình nói chung và đặc biệt bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu nói riêng. Thật là một niềm vui khấn khởi cho hai gia đình. Qua sự quen biết và tìm hiểu nhau, được sự nhất trí của ông bà, cha mẹ đôi bên vun đắp cho các cháu. Các cháu đã tiến tới hôn nhân gia đình. Về phần giáo hội thì đã được hai cha chánh xứ đền Thánh Vương Cung Phú Nhai cũng như đền Thánh Thánh Gia Kiên Ao. Các ngài xét thấy điều kiện của các cháu không ngăn trở, đã ban thánh lễ và các cháu đã được lãnh nhận bí tích phôn phối là bí tích thứ bảy đối với người Kitô hữu chúng ta. Về phần xã hội đã được chính quyền địa phương hai xã Xuân Phương và Xuân Kiên thấy các cháu đã đến tuổi trưởng thành đã cấp đăng ký kết hôn cho hai cháu và các cháu đã thành vợ thành chồng đối với giáo hội cũng như xã hội. Và hai gia đình đi đến thống nhất bàn bạc ngày hôm nay, định ngày hôm nay. Trước hết thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn với lời phát biểu trao dâu rất tuyệt vời, ý nghĩa và trách nhiệm của vị đại biểu đại diện cho phái đoàn cao cả của gia đình họ Gái khách quý. Ngỏ lời đầu tiên, ông xin được đại diện cho quý dòng họ của mình gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe tới quý các cụ, các ông, các bà, quý bề trên cao cả của gia đình họ Trai. Lời cầu chúc sức khỏe, bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và thứ đến trong lời phát biểu buổi chiều ngày hôm nay, ông xin được trao gửi người cháu yêu thương của mình, đó là nàng dâu Ngọc Linh, cho các cụ, các ông, các bà trong gia đình họ Trai, để đòi qua sự uốn nắn chỉ bảo và sự giúp đỡ chung tay từ các cụ, các ông, các bà trong gia đình, đôi bạn trẻ trở nên dâu hiền thì nên gái, rể thảo thì nên trai, luôn luôn làm rạng rỡ gia phong, đặc biệt noi gương gia đình thánh gia thất, sống hết mực yêu thương nhau. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn với những lời phát biểu trao dâu rất tuyệt vời của vị đại biểu đại diện cho gia đình họ Gái chiều ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, cùng trở về chung dự và đặc biệt chúc mừng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Ngày hôm nay, Văn Hiếu và Ngọc Linh được đón nhận rất nhiều những tình cảm chân thành và cao quý, đặc biệt với những phần tặng phẩm rất ý nghĩa được trao tặng trong chương trình lễ thành hôn chiều hôm nay. Giờ đây xin kính mời hai em chúng ta sẽ cùng đứng lên để chúng ta đón nhận những phần tặng phẩm rất ý nghĩa trong chương trình lễ thành hôn. Trước hết phần tặng phẩm mà chúng tôi đã được đón nhận ngày hôm nay, đó là phần tặng phẩm của cha Phêrô Nguyễn Văn Trương, phó sứ giáo sứ Trung Lao, đã gửi một phần tặng phẩm với bức ảnh gia đình thánh gia thất gửi về để cầu chúc cho tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và chúng tôi đã được đón nhận ở khu vực vị trí sân khấu và lát nữa chúng tôi sẽ trao lại cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn phần tặng phẩm của cha Phêrô ngày hôm nay. Tiếp đến chúng con xin kính mời phần tặng phẩm của bà ngoại chú rể. Chúng con đã trân trọng kính mời bà trở về khu vực vị trí sân khấu hôm nay để trao tặng những kỷ vật, những món quà rất tuyệt vời cho những người cháu của mình ngày hôm nay. Và chúng con đã xin kính mời phần chúc mừng, trao tặng kỷ vật chúc mừng của bà ngoại. Xin quý vị,
chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn ngày hôm nay để chúng ta chúc mừng và cảm ơn đôi bạn trẻ ngày hôm nay, cũng như đặc biệt cảm ơn phần đặc phẩm của bà ngoại. Và giờ đây thì chúng ta xin kính cẩn giới thiệu phần đặc phẩm của bác Ngọc sẽ trở về để chúc mừng cho các cháu ngày hôm nay. Sau bác Ngọc xin kính mời bác Thành sẽ chuẩn bị ạ. Rất rất nhiều với những tình cảm tuyệt vời được dành tặng cho tình yêu của đôi bạn trẻ trong ngày trăm năm trọng đại. Sau bác Ngọc xin kính mời. Vâng, xin được cảm ơn phần tập hợp của chị Huyền. Tiếp đến xin kính mời em Nguyên và em Hà sẽ trở về để cho phần tập hợp cho các anh chị của mình. Kính mời quý vị, chúng ta tiếp tục cùng chung dự và chia sẻ niềm vui với câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ trong chương trình lễ thành hôn hôm nay, với những phần tặng phẩm rất cao quý và tuyệt vời dành tặng cho tình yêu của hai em trong dịp trăm năm trọng đại hôm nay. Cảm ơn phần tác phẩm của em Yên và em Hà là những người em của chú rể ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng con vừa được đón nhận một phần tác phẩm của gia đình hai bác Nhân Thu. Xin kính mời hai bác sẽ trở về để trao tặng phần tác phẩm cho những người cháu yêu thương của mình ngày hôm nay. Sau phần tác phẩm của hai bác Nhân Thu là hội bạn cấp 3 của cô dâu, chúng ta sẽ chuẩn bị. Xin kính mời đại diện cho hội bạn cấp 3 của cô dâu, chúng ta cũng có một phần tặng phẩm để chúc mừng cho những người bạn của mình. Chúng ta tiến về gần vị trí trung tâm sân khấu hôm nay. Rất tốt đẹp. Và ngày hôm nay theo tập tục và truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc, trong niềm vui chung của đôi bên gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thật là một ngày hạnh phúc nhất đối với trong cuộc đời của hai cháu. Và niềm hạnh phúc này không chỉ dừng lại có thế mà nó còn được nhân lên rất nhiều bởi những tình cảm thương con mến cháu của quý cụ, quý ông bà, anh em cha bác cùng toàn thể quý khách đã dành những tình cảm đặc biệt cho hai cháu, được thể hiện bằng sự hiện diện chung vui chúc mừng, và đặc biệt hơn nữa là chứng giám cho hai cháu trong ngày lễ thành hôn hôm nay. Tôi xin thay lời cho gia đình, xin chân thành cảm ơn tới những tình cảm quý báu của toàn thể quý cụ, quý ông bà, các bậc cha bác, anh em, quý khách dành cho đôi bên gia đình cũng như là hai cháu. Còn về hai cháu Hiếu và cháu Linh, đối với hai cháu, ngày hôm nay thật là một ngày trọng đại, một ngày ghi nhớ, một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai cháu. Và cũng là một ngày đánh dấu chính thức hai cháu bước vào cuộc sống vợ chồng, cũng như bước vào cuộc sống gia đình. Bước vào cuộc sống gia đình, cầu chúc cho hai cháu hạnh phúc mãi mãi, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân xuống cho cuộc đời của hai cháu. Cuối cùng, trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc quý cụ ông, cụ bà, các bậc cha bác, anh em của đôi bên dòng họ cùng toàn thể quý khách của đôi bên gia đình cũng như của hai cháu luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn với lời phát
xin gửi tới quý hữu ca khúc Khách Đến Chơi Nhà. Xin được trân trọng cảm ơn với làn điệu dân ca.